Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn về phiếu xuất kho nguyên vật liệu. Theo lệnh sản xuất ngày mùng 10 tháng 1, căn cứ vào hóa đơn bán ra để chúng ta biết được các bạn sẽ bán ra những thành phẩm nào, từ đó chúng ta sẽ lập lệnh sản xuất cho các thành phẩm mà các bạn bán ra. Sau khi lập lệnh xong thì chúng ta sẽ phải lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất. Mục đích là để chúng ta tham chiếu đến lệnh sản xuất cho phần mềm tự cập nhật các nguyên vật liệu cũng như là số lượng cần xuất theo lệnh sản xuất để lấy số liệu lên trên phiếu xuất kho. Thay vì chúng ta phải vào phân hệ kho, chọn xuất kho và chọn từng mã nguyên vật liệu và chọn từng số lượng cần xuất để điền lên phiếu xuất kho này. Thì chúng ta lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất đã lập. Đối với việc xuất kho nguyên vật liệu thì tài khoản sử dụng là tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc tài khoản 621 theo thông tư 200. Và tài khoản 152 là nguyên vật liệu. Khi xuất kho nguyên vật liệu ra để sản xuất thành phẩm thì sẽ làm tăng chi phí và làm giảm kho. Đối với các tài khoản loại 1, 2, 6, 8 thì có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Do đó chúng ta hạch toán nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200 có tài khoản 152. Trên phần mềm Misa thay vì chúng ta vào kho chọn xuất kho và chọn từng mã nguyên vật liệu cần xuất ở đây và điền số lượng cần xuất vào thì chúng ta sẽ mở lệnh sản xuất đã được lập. Tôi đóng phiếu xuất kho này lại, chúng ta mở lệnh sản xuất ngày mùng 10 tháng 1 ra. Chúng ta chọn vào chữ lập phiếu xuất. Chọn các thành phẩm mà chúng ta cần lập phiếu xuất kho, nhấn đồng ý. Nếu như các bạn không muốn lập lệnh sản xuất và không muốn lập phiếu xuất kho từ lệnh thì các bạn có thể vào trực tiếp phần hệ kho chọn xuất kho và chọn các mã nguyên vật liệu cần xuất cũng được. Vì ở đây tôi tham chiếu đến lệnh sản xuất nên phần mềm tự cập nhật nguyên vật liệu cũng như là số lượng lên trên phiếu xuất kho này. Bởi vì tôi đã định mức một thành phẩm thì cần những nguyên vật liệu nào số lượng là bao nhiêu, do đó phần mềm tự tham chiếu từ lệnh lên. Lúc này tôi chỉ cần chọn người nhận là nhân viên kho. Ngày hạch toán, ngày chứng từ sẽ bằng với lại ngày mà chúng ta lập lệnh sản xuất. Khi xuất kho nguyên vật liệu thì được xuất từ kho nguyên vật liệu ra và tài khoản nợ là 154 có 152. Vì tôi làm theo thông tư 133, do đó tôi phải sang phần thống kê, chọn khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp, chưa phải sao chép cho các dòng phía dưới. Còn bạn nào làm theo thông tư 200 thì tài khoản nợ sẽ là 621 và sang thống kê không cần phải chọn khoản mục chi phí. Còn đối tượng tập hợp chi phí do đây là thành phẩm làm theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn, do đó tôi đã khai báo đối tượng tập hợp chi phí ngay từ phần 2 số dư đầu kỳ rồi. Do đó, khi hạch toán trong kỳ thì phần mềm tự cập nhật. Và lúc này các bạn sẽ thấy được là những nguyên vật liệu này được tập hợp cho thành phẩm số 1 Tiếp theo là những nguyên vật liệu tiếp theo tập hợp cho thành phẩm số 2 và tập hợp cho thành phẩm số 3. Thay vì chúng ta phải vào kho chọn xuất kho, chọn từng mã như thế này. Các bạn cũng phải tự tính ra số lượng để điền vào đây, như vậy rất là mất thời gian. Vì ở trên lệnh sản xuất này, tôi đã mặc định là một thành phẩm thì cần những nguyên vật liệu nào rồi. Thì phần mềm tự nhân lên, 5 thành phẩm thì cần từng này nguyên vật liệu, do đó được cập nhật sang phiếu xuất kho này. Kiểm tra lại thông tin một lần nữa đúng rồi thì các bạn nhấn cất. Cất dữ liệu thành công thì chúng ta đóng lại. Phần mềm cập nhật phiếu xuất kho trong phân hệ kho. Táp nhập xuất kho. Chọn kỳ các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu. Và đây là phiếu xuất kho tôi vừa hướng dẫn cho các bạn. Lập từ lệnh sản xuất. Và khi mà chúng ta thực hiện xuất kho thì chỉ xuất số lượng không liên quan đến giá trị. Do đó đơn giá thành tiền thì khi nào mà chúng ta thực hiện tính giá xuất kho bình quân cuối kỳ thì phần mềm sẽ cập nhật đơn giá và thành tiền lên phần cột đơn giá thành tiền cho các bạn. Ngoài ra thì tại lệnh sản xuất này các bạn cũng thấy phần mềm click là lập đủ phiếu xuất. Nếu như các bạn lập sai lệnh sản xuất cần phải lập lại phiếu xuất kho và phiếu nhập kho từ lệnh thì các bạn mở lệnh sản xuất bị sai ra tích vào phần tham chiếu phiếu xuất kho hoặc nhập kho này nhấn bỏ ghi, nhấn xóa xóa xong thì các bạn phải đóng lệnh sản xuất lại sau đó mở lại lệnh sản xuất ra để sửa lại thông tin cho đúng sửa xong các bạn nhấn cất lệnh sản xuất và thực hiện lập lại phiếu xuất kho và lập lại phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất ngoài ra các bạn cũng có thể vào phân hệ kho nhập xuất kho này chúng ta bỏ ghi và xóa phiếu xuất kho ở đây cũng được nhưng theo tôi chúng ta nên vào lệnh sản xuất để chúng ta tham chiếu như vậy tránh sai sót Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về phiếu xuất kho nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất ngày 10 tháng 1 trên phần mềm MISA.